một hai ba dê một hai ba dê bút quay lại sao làm gì bút váy đồ đàng hoàng nha. Bút bằng váy à? Dạ. Có ai chỉ đẹp bằng con đâu. Sao sao hai con không tham dự kìa? Dạ. Ai làm biến chơi. Dạ. Ai làm biến chơi. Sao hai con không tham dự kìa? Dạ. Ai làm biến chơi. Người nào giỏi hơn ai hết, chỉ có ai có nhanh lẹ hơn ai. Đội nào nhanh thì đội đó chiến thắng và có sự khéo léo. Bây giờ chú sẽ... Chú, con phải nói sự nhanh lẹ, thằng này nó nhanh nhất hết rồi. Nhanh nhưng mà phải có người đồng đội, hai người ngày hôm nay chơi cặp mới được. Chơi cặp mới được, phải không? Đảm bảo luôn, nó đứng yên chỗ. Bây giờ chú sẽ nói thể lệ cuộc chơi nha. Thứ nhất là chơi trò chơi là lấy nước về nguồn là sao? Hay là lấy nước về nguồn là chia ra bên con bốn người phải không, thì mỗi một đội có 5 phút chơi, người đứng ship là từ đầu tới đuôi dính líu rồi, thấy nước dính líu gì đồ cây chuối mà chú, cây chuối cá bò luôn á chú. Vâng, mà nếu leo được thì sao không được, thì bé thôi. Chúng ta đặt tên cho tim đây, chúng ta đặt tim cho tên ở đây, trong công chúa ngủ trong rừng nhộn. Rồi tên đội 1 là đội gì? Công tên gì? Chú ngủ trong rừng. Rồi, tên bên đây là tên gì? Đội chú ngủ trong rừng. Đội công chúa ngủ trên bờ. Cái gì? Đội con là công chúa ngủ trong bụi chuối. Rồi. Công chúa. Ai công chúa? Cả 4 rồi hả? 4 đứa ngủ. Xanh. Rồi quyết định lại là đổi tên trà xanh đúng không? Dạ. Chú 13 rồi chết. Rồi, chết rồi. Rồi nha, nghe rõ nha. Chú đọc cái thể lệ cuộc chơi nha, nhớ chưa? Một người đứng bên đây hút nước, đứa nào hút nước nhiều nhất không, có nghĩa là nước sẽ từ mỗi người ngậm cái muỗng không. Dạ bắt đầu ơi, ơi. Hả ơi, đâu không có, có nghĩa là chơi theo đội mà đội của con ngậm cái muỗng sau khi lấy nước sẽ truyền lại cho đội bạn. Bắt đội này không có vô nước miếng được, tại vì cái muỗng nó rất là dài, nó dài à, nên người này truyền người này, người cuối cùng phải đổ vô ly. Đứa nào lùn nhất đứng đầu nha. Không, đứng đầu đứng đuôi gì cũng được, không sao hết. Đứng đầu cũng quan trọng. Đứng đầu cũng quan trọng mà đứng đuôi cũng quan trọng nữa. Tao đứng đầu. Mà đứng người đứng đứng đầu lấy nước được mà người đuôi mà đổ nước chặt ra ngoài ly là cũng thua. Mày cũng chết. Dạ sao? Có nghĩa là người từ người đầu với người đuôi, người đầu lấy nước được truyền thứ hai, thứ ba, còn người cuối cùng phải bắt buộc phải đổ ly. Tao làm đổ nước. Sau thời gian 5 phút, đội nào nước nhiều nhất đội đó sẽ thắng. Tao đứng đầu. Tao đứng đầu. Thì đó, đội nhiều người hơn mới nào được ưu tiên á. Lấy nhiều hơn là bên đội bên số 1. 6 người, 2, 4, 6 người nè. 5 người không chơi được. Hảo không chơi à? Hảo không chơi chứ. Ai? Hảo bên đây Hảo. Này sao Nam chơi hả? Con này không chơi hả? Cái gì? Sao kỳ vậy? Con có chơi. Đó, con Hảo bên đây, con bên kia. Không, lẽ nó đâu được. Chơi một chút đội cặp mà. Tại sao? Tại sao là như thế? Đợi tao có 4 người thôi.
Thôi cho con Vi qua đây. Cái cuộc chơi thứ nhất mấy đứa biết chưa, hiểu chưa? Thì chú nói đó, người lấy người đầu tiên lấy nước, chiền thứ hai, thứ ba và người thứ tư cuối cùng phải đổ vô ly. Mình nói muỗng. Không, bên kia 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11 người. Nhưng mà hiểu cuộc chơi chưa, hiểu xong bắt đầu chia cho chia đồ rồi đó. Trời ơi, mình ít mà mình thắng. Mình ít nhanh hơn. Nhanh mà. Nhưng mà nhỏ này làm là dễ đổ lắm. Đúng rồi. Nhanh mà đổ. Kiểu như thằng này nè, thằng này đó nè. Thằng này chu chu cái mổ thằng kia mà thằng này kia 2 4 6 7 vô một cái là gớt cái muỗng liền à. Mẹ rồi chơi đi chú. Rồi bây giờ chấp nhận vậy nha. Chơi sao chứ chú? 2 4 6 7 3 vòng y như ngầm qua. Có nghĩa là chơi 3 vòng. Ví dụ mà con thắng xong mày phải cho đội bên đây, nếu người ta gỡ được là một điều và trận cuối cùng ai là sẽ người thắng. Chơi sao chú? Chung kết mấy đứa. Đúng rồi, chung kết rồi thì chú kể đó. Con hỏi đồng đội con đi. Đó. Chơi sao nữa? Ăn đi. Bắt đầu cuộc thi. Chica la la la. Chuyện đồng đội đúng rồi. Rồi, con chuyển qua đội bạn. Đây là chương trình trò chơi lấy nước về nguồn. Tiếp tục. Uống nước nhớ dòng cây. Một người không xuống, ở sau phải không xuống. Bởi đứng rồi phải cho nó đều. Thấp thì thấp, cao thì cao. Hồi nãy giờ chưa được ly nào luôn, giờ này mà chưa được ly nào luôn. Em tao hơi bị cái muỗng đúng rồi, phải cao lên. Đó, tiết kiệm, dán lên. Có miếng nước về. Dán lên. Không xuống, đổ sao? Đổ hết rồi sao? 1 phút rồi đó. Canh hút đàng hoàng mà nha, mấy đứa nhỏ nó chơi nó ít nước lắm á mấy đứa. Không, nước này không uống được. Nước này không có uống được nha. Tim này nhỏ, con chắc tim này không dây. Chơi cái này nó đổ hết rồi hết chưa? Đổ hết rồi. Tội luôn. Nước không uống được. Cẩn thận mấy đi nửa đường hết nước rồi không luôn. Hả? 3 vòng luôn mà. 3 vòng nữa. 3 vòng. Trời ơi, không xuống chứ. Hảo dưới gì? Đội hình bên đây đầu tiên đã được mà mấy chính giữa khúc giữa này nó bị chặt nhịp hết nè, nước hơi chưa được về nè. Nước về ít, nhanh lẹ, nếu mà nước về. Chết rồi, đổ hết nước rồi. 25 cộng 25. Rồi, đưa vô. Khỏi tính luôn đi, tập đổ vô. Trời ơi. Chừng nào mới đầy ly chứ. Bởi vậy. Thôi, bữa nay tụi con hôm nay là thắng rồi đó. Mình thắng rồi. Vòng 1 chứ thấy là đội nhỏ này không có phần thắng rồi đó. Xuống. Cẩn thận mấy đứa, dán lên, cố gắng lên. Ở đây đâu cho cầm tay. Nó cầm tay kìa cháu. Trời ơi, tim một mày gớt rồi đó. Cẩn thận. Cẩn thận nè, từ từ nhẹ nhàng. Có nghiêng út. Từ từ nhẹ nhàng thôi. Cái muỗng nhỏ. Húp đi. Muỗng bự quá ngậm không được. Đau lắm. Cẩn thận. Dễ thương con này nó cút cơ. Trời ơi. Trời ơi. Thôi tao luôn chứ mày không cũng sợ cái. Kiếm mấy phút rồi. Dạ 3 phút thôi. Không, con coi phải đàng hoàng nha, không ăn gian tại mấy bạn này nhỏ xíu rồi tội mấy đứa nhỏ. Con định là chấp 1 phút luôn á. Nhưng mà con thấy chắc không có nước trong đá hơn. Nãy ra được bao nhiêu rồi? Đâu bao nhiêu nước, có nước chưa? Có một. Có được tí xíu à. Đội này phải làm sao? Ưu tiên cho đội này thêm 1 phút đi chứ đội nhỏ này nữa giờ chú thấy thua rồi đó. Chú là 26. Đâu? Ta chơi cầm một coi. Mở lên. Dạ 26 mà. Bây giờ 23 phút, 1 giờ 23 đúng không? Vâng. 2 giờ 23. Ơ, em tưởng muốn là 2 giờ 26. Cô gâu. Lẹ lẹ. Xuống tới đây là gớt hết nước luôn nè. Có thằng này là nó gớt hết nước luôn. Còn không lâu nữa cho thêm một đứa, cho một thêm một đứa nữa. Hai đứa lấy đi cho nó lẹ. Đúng không? Con đứa nhỏ nó lên lấy đi, hai đứa lấy cái chuyện vậy chứ giờ chuyện gì đâu. Cho hai đứa nhỏ lên. Một đứa đi. Đằng sau đi. Cho một đứa nó lên đi lấy thùng phụ đi. Một đứa đi. Đứa nào cẩn thận á. Lên gì chứ. Hai đứa lấy chuyện gì lúc hai đứa chuyện gì đó. Thôi chơi vậy kỳ lạ. Hả? Cái nhỏ mà nãy giờ nó chưa được cái gì mà. Con mà người ta đang ấy nước mà con chơi chọc ra cười đổ nước. Chơi chọc ra cười đổ nước hết sao được. Mày chọc lên. Không được dùng tay em. Phải dùng tay nó đục với mỡ mày ơi. Trời ơi, như không luôn. Sao vậy?
miếng nước nha, con nước không cho. Nước mình cho. Cái bình nước. Rồi sao? Mày nhé. Coi chừng hết nước. Nước còn đầy lắm chú. Mày cho mày. Xíu xíu là nước đùng đùng luôn chú. Vậy, tắm mưa luôn chú. Mưa đã Vi lên luôn, cho Vi hai người lấy lần chứ giày lấy đội này lấy không lại cho đội con đâu. Nãy giờ chưa được nước, chưa về tới dưới, chưa gì dưới đất đâu mà. Chưa về tới đây nữa là nó đổ hết rồi. Bởi vậy, Vi lên đi. Bởi ai chơi cái này chú nói là đồng đội phải hiểu ý nhau. Phải cái sự khéo léo. Vi lên luôn. Vi. Mình 4 phút thôi. Rồi Vi. Lên luôn. Bên nó 6 phút lộn, bên mình 5 phút. Vô. Rồi. Chuyền. Chuyền hiếu. Không có chuyền sao đi. Chuyền sao đi, chuyền sao. Mày mày không. Đừng có chửi. Hai người lấy. Chồng cười hoài kìa. Hai người chuyền luôn. Hai người chuyền luôn, hai người đi chuyền luôn. Đúng rồi. Ôi qua đi chuyền, đi chuyền ra sao? Đi ra sao? Đi ra sao luôn? Hiểu ra sao luôn? Không hiểu hiểu. Nãy giờ mà được có tí chứ. Chụp hình nữa con, chụp hình nữa được mà chú ơi. Chụp để mấy ngang chụp cũng được nha. Rồi, bắt đầu tớp cho nó có cái đo cuối cùng mà cho nó ngưng đi. Đó cho nó. Đi đi, đó, vô. Rồi còn nước không? Đây đây đây, còn miếng kìa. Rồi cái ly này là ly của đội 1 là trà xanh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao sao phút đội xanh được bao nhiêu ly nước? Chú ơi. Ly này còn cất nè. Bây giờ bắt đầu tụi con cầm cất muỗng lại tí coi ly muỗng này còn sử dụng tiếp các bạn. Mình chưa? Bắt đầu đó, đội 2. Bắt đầu công chúa. Coi công chúa này có hợp ý không? Xong một ly đầu tiên đã già hết nước. Con đứng sau bên cho chú quay cái coi. Được một giọt không? Được giọt đầu tiên, được giọt đầu tiên gì nguồn? Không có giọt nào luôn. Đây, tiếp tục. Tiếp tục. Nè, bây giờ hồi nãy đội công chúa gẹo con cười chọc cho mấy đội chị lại cho mấy chị đổ hết nước. Đừng có đụng, chỉ nói thôi chứ đừng có đụng. Okay. Không được đụng tay chân vô. Đúng rồi, không được đụng tay chân vô. Nào đổ hết luôn rồi. Được không? Không biết không? Có gì vậy đó, 100 cái luôn. Rồi, một được rồi. Được xì ra 3 cái canh. Ly nước, giọt hết đầu tiên đã về được. Thank you.
từ đây. Con bị gỡ ra nha mọi người. À, từ từ. Con nhiều không? Chưa. Bây giờ lấy cái gì đo mặt nước đàng hoàng coi chưa? Dạ bên kia, bên nhìn rõ ràng rồi nè. Bên đây hả? Vậy là đây là đội của công chúa nè. Công chúa này phải không? Vâng. Rồi vậy là đội tạm thời đội 1 thắng, công chúa thắng. Chúc mừng đội 1. Đội số anh kỳ này cơ đội tập 2 cố gắng tấn lên nha. Cắt cái chai nước để cho khác nè. Nào, cắt cái chai nước cho khác nữa, chút đá đổ á, cắt vô cái bụi chuối đi. Đi hỏi chị. Dạ, em chèn qua bên kia hả? Ừ, luôn. Ờ, rồi, lại được rồi, mình làm được. Ai tao thử thôi. Mà đúng không chú? Không. Đúng rồi. Thôi tìm kia chơi chuối rồi. Thôi nhưng mà mình lớn mà mình nhường, coi mấy đứa, mình sẽ chọc mấy đứa ra lại. Ừ. Giờ bây giờ là tiếp tục là trò chơi sẽ giữ thăng bằng cái banh nha. Hồi nãy theo về chuyền nước thì bây giờ chị bắt đầu tiếp tục chuyền banh. Chú coi đứng đằng trước rồi. Em có nhiều đội không? Thì cũng có nghĩa là từ đầu chuyền lại hoặc người cuối cùng phải bỏ vô vỗ, nếu mà trái banh nó tưng ra ngoài là không tính. Mình có thể để cái vỗ dưới đất mình khum xuống mình bỏ xuống nha, chứ không có bưng trên. Để cân bằng. Đi luôn rồi tiếp tục. Con tiếp tục. Đứa sau bên kia tiếp tục. Đi luôn. Đứa kia đi lên. Bỏ vô hạ thấp xuống đúng rồi. Bỏ không tính, bỏ ngoài luôn. Đứng lên. Đúng rồi. Không có tính. Bỏ ngoài cũng đúng rồi vớt ra ngoài là bỏ hết. Anh hai đừng có thấp thôi, bớt vớt ra ngoài 4-5 trái rồi đó, vớt ra ngoài để quy vậy luôn. Mấy đứa vớt ngoài là bỏ luôn nha, mấy đứa không có được ăn chăng nha. Nó vớt vào đây sao? Bỏ luôn tiếp tục cho khác. Cho em làm vớt, con vui trẻ quá nãy. Từ từ bớt xuống, từ coi. Đúng rồi, giỏi quá bớt. Quy từ xuống coi, từ giỏi quá Quy ơi. Cố lên ơi, bé này bỏ banh cho con. Đừng có đụng vô. Banh không này. Rồi. Từ từ thôi. Từ từ thôi, Vy. Đúng rồi Vy, giỏi quá. Cố lên. Vy nó tiếp tục mà. Tường Vy nè, Khánh Vy nè. Từ từ xuống. Từ từ Khánh Vy. Vô, giỏi quá. Hào vậy hào. Tiếp tục, bút nè, từ thôi. Ơi, bút dậu quá bút ơi. Hiểu ai ấy? Thằng Hào bằng kia lấy trái banh ra ngoài, không bỏ vô. Đúng rồi, vớt ra ngoài, bỏ ngoài. Rồi, chú bắt gặp rồi, không sao đâu. Rồi, bút từ bút. Bút ra mình bút. Rồi, mấy đứa à. Điểm bên đây. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 28, 30, 30, 24, 26, 28, 30, 32. Ba hai cái. Chị đi mày, bỏ vô gõ nè. 4, 6, một người đứng thôi. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Nãy làm chụp hình kia là 30, chính xác 30 rồi. Mấy thứ mình bị lố rồi. Xong, vớt bỏ luôn, thủy vớt nè. Tiếp tục kim nè, đây nè, kim nè. Ô giỏi quá ta ơi, mấy đứa này giỏi quá. 5, trời ơi, 4 trái. 4, 6, 5 trái. 7, 4, 3 trái, 50, 51. Vy, con là, Vy, lại đây. Con qua đây, rồi con cầm máy cho chú. Cầm máy quay mấy chị, cầm, đó. Đó, đó.
Rồi để vậy luôn đúng không chú? Con sắp đi theo mấy chị đi, cứ đi theo mấy chị. Đâu biết đi. Thứ nhất quay chị nào quay muốn quay chị nào quay cũng được. Rồi xong không thấy ổ banh đâu luôn á chú. Quay trên đây luôn đi. Ờ con đứng ở chảnh quay xuống đi, đứng chảnh quay xuống. Còn bốn quá quê á. Ê cầm quay giùm có đi. Con tổng hạng. Còn 3 phút nữa. Cái lượng còn 4. Tự mình dám mình dám chịu. Bây giờ tao chưa có cái gì nào luôn. Con quay trước cũng được. Ra ngoài luôn. Ôi. Tăng trời ơi còn 4 phút nữa bạn trời ơi. Để ăn chung quá chú. Vì 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 coi 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 giờ anh dám rồi còn 3 phút nữa rồi không mỗi hai quay hàm chết bà luôn á mỗi hai quay hàm quá trời chỗ đang quay ánh sáng á bị ánh sáng qua thiếu ánh sáng nhưng bữa nay ánh sáng đầy đủ nè qua do trời mưa tối á Như Vi bữa trước quay đâu có đen đâu đúng không bữa trước đâu có đâu do ánh sáng đầy đủ ok được chưa thở nào uống nhức lắm luôn rồi đẹp không nhức lắm luôn trời nó nhức nắp bút quay ra sao làm gì bút chua có cay không chua thôi ăn ít thôi chua ăn nhiều dữ không xuống mai quen quá mà nước mắt chảy luôn hả chua nước mắt chảy luôn nó phê quá chua rồi nhức nát luôn Vi con làm sao có chua không bình thường dạ không bình thường đúng rồi dữ vậy hiểu không muối dưới mưa trời ơi chảy hết mồ hôi có ăn tắt không được không á chú tắt hả tắt tối ăn tốt luôn á trời trời tối đến bảy mươi ăn canh với chú trời một mình con làm nguyên cái tháng ăn canh hết trơn luôn chứ ăn là mấy miếng vậy đó hả một miếng à ăn phải nuốt luôn cái vỏ có vỏ nó đỡ chua nó chát nhưng mà nó đắng lắm chú thì đó nó có đắng vô nó bớt chua nó cay nữa trời trời thêm không chứ không chú ăn hoài chứ chú coi chừng ấy chút mình để dành mình chơi lại á đừng dặm anh chút chơi lại trò chơi chút trò chơi nữa trò chơi giải trí ơi nó lẽ phải chấp bên con 3 người bên kia 4 người con hồi nãy 8 người đấy đội con 8 người luôn đó đúng không 8 người là do lúc mình đi không cẩn thận chơi chơi tới mệt chảy nước mắt đó đâu chú quay bọn con ve chú ve gì chịu dính hết đó rồi bớt từ từ đổ đứa này vô chổng đồ một chút được cho bé này ăn miếng xôi nè con ăn xôi ăn không để vô 15 trái cái gì mà dung dữ vậy từ từ thôi rồi chết rồi tính lan à tự mình làm vớt là dán chịu 7 trái. Rồi, bỏ luôn rồi, nó tính. Con quay trước cũng được, chú quay sau cho. Mạnh lên, cho ra ngoài luôn. 21. Hay quá, giỏi quá. Thấy nè. Giỏi quá, thấy giỏi quá. Làm gì bệnh tay chi mi Kim. Để cầm chung á chú. Đếm từ từ. Đếm từ từ. Từ từ đếm đếm bánh hoa đếm. Bỏ xuống đếm bằng. 1 2 4. Bên kia nãy cũng vậy mà cao quá nó dớt xuống. 5 30 trái 31 trái. Hả? 31 trái. 31 trái rồi, thắng rồi. Lỗi trái. Thắng rồi.
rồi, mặt luôn rồi, thắng 2 điểm luôn rồi. Nhất nắp dữ. 1, 2, 3, yeah. Được không? Trời ơi, giật tức ai. Nè. Một trái không xong luôn. Chú ngồi chứ rồi. Không được. Mày chạy đi. Đúng. Giờ xuống được 2 trái không? Bỏ xuống được 3 trái. Khanh ơi, Khanh ơi, Khanh ơi. 2 trái. Giờ hết luôn. Mày bỏ đi. Không có lần thứ 3 nha chú. Không có lần thứ 2. Chú ơi, mẹ này bắt con ké chú ơi. Thả nó nè con. Chú ơi, thả dí ra bố đây. Từ thôi. Cái gì vậy? Cái đèn gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Có chú phương rồi lóc rồi. Tao kêu mình chia sẻ mấy gì cũng vậy cho. Mà có chú phương rồi lóc rồi. Mình phương và lóc. Mình phương á, mình phương và lóc á. Chị kêu kêu con chi ra ăn ngày ơi. Kêu con chi ra ăn ngày ơi. Chi ơi chi. Sao con không chơi nữa hả Dẹp hả? Chán hả? Buồn quá hả? Về sớm vậy? Không vô cửa. Nó giờ nó lấy tiền của con nó cửa. Nè. Chút rồi Chi. Chi ơi. Chơi chạy không? Chú chơi vậy chú. Chú. Hả? Chơi nhẹ. Kiếm như ngầm một hơi để chứ ba từ từ đi. Thì đó, à, không chờ mấy chị nghỉ bạc tôi vừa. Chị, mấy con chơi gì chơi tới đâu chú quay vô. Vô đi chụp hình xong muốn ăn gì ăn. Nè nè. Ê. Đeo một mắt mày. Bây giờ sao đúng không? Ai chụp hình ra đây đứng nha. Đây cái đầu á coi che tao. Đúng rồi, đứng cho đều đều nha coi. 1 2 3 chưa nha cái nữa.